biên cương là phên dầu của Tổ quốc, nơi những người lính biên phòng luôn chắc tay súng bảo vệ sự vẹn toàn của chủ quyền lãnh thổ, góp phần vào tiến trình phát triển kinh tế, văn hóa xã hội vùng biên ải xa xôi cách trở, đặc biệt khó khăn. Câu chuyện về người lính biên phòng là câu chuyện dung dị, mộc mạc mà thân thương về anh bộ đội mang quân hàm xanh. Coi đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc ít người là anh em ruột thịt. Chiến công của các anh ngày hôm qua, trên dặm dài 55 năm chiến đấu, xây dựng, trưởng thành, là trang sử đầy tự hào. Nhiệm vụ của các anh ngày hôm nay là điểm tựa vững vàng cho thế trận biên phòng toàn dân toàn diện. Và như thế, dù là ở tuyến rừng hay tuyến biển, giữa điệp trùng rừng núi xa xanh, bên cồn cát miệt mài trải dài theo chân sóng biếc, những đồn biên phòng trên dải đất hẹp Quảng Bình như những ngôi sao xanh, đêm ngày thao thức vì sự bình yên của quê hương xứ sở. Rời đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo, chúng tôi lại tiếp tục với hành trình ký sự những ngôi sao xanh. Đích đến của chúng tôi lần này là địa bàn xã Trọng Hóa, huyện Minh Hóa, nơi có đồn biên phòng Sa Mai đóng quân. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, trên tuyến đường 12A, những địa danh như La Trọng, Ngầm Khe Ve được ví như là một hiểm địa, trọng điểm đánh phá ác liệt của không quân Mỹ, nhằm ngăn chặn sự vận chuyển người, vũ khí, phá hoại đường ống xăng dầu của ta, chi viện cho chiến trường Lào. Bất chấp bom đạn ác liệt của địch, các chiến sĩ công binh, thanh niên xung phong và cả bộ đội biên phòng đã không tiếc máu xương bám trụ trên tuyến đường này với quyết tâm bằng mọi giá giữ vững mạch máu. Cuộc trò chuyện cởi mở với thiếu tá đồn trưởng Phạm Minh Dũng, thượng tá chính trị viên Lê Đức Thuận và một số cán bộ chiến sĩ đã giúp chúng tôi nắm bắt thêm quá trình lịch sử của đồn. Được thành lập vào năm 2003, đồn biên phòng Sa Mai có tuổi đời trẻ hơn so với các đồn biên phòng tuyến núi của tỉnh Quảng Bình. Từ khi thành lập cho đến nay, cán bộ chiến sĩ trong đơn vị vừa tập trung xây dựng doanh trại, vừa phải triển khai thực hiện nhiệm vụ bảo vệ biên giới. Cấp ủy, ban chỉ huy đồn đã động viên cán bộ chiến sĩ trong đơn vị khắc phục khó khăn, tổ chức xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, duy trì nề nếp chế độ công tác, tổ chức huấn luyện, tăng gia sản xuất, đảm bảo đời sống cho cán bộ chiến sĩ. Mặc dù cơ sở vật chất của đồn còn thô sơ tạm bợ, nhưng nhìn hệ thống khẩu hiệu, pano áp phích quy cũ và những vườn rau xanh, khu chăn nuôi được quy hoạch gọn gàng, chúng tôi cảm nhận được nỗ lực của anh em chiến sĩ đồn biên phòng Sa Mai trong công tác xây dựng doanh trại xanh sạch đẹp. Thiếu tá Phạm Minh Dũng và thượng tá Lê Đức Thuận khoe với chúng tôi thùng thư báo sáng tạo của đơn vị và chia sẻ: cái khó ló cái khôn. Trong điều kiện còn khó khăn, đồn đã tận dụng những ống nhựa để làm ra thùng thư báo này, để vừa có nơi cho anh em sinh hoạt văn hóa, nắm bắt thông tin và cũng để bảo quản báo chí để lâu dài. Cùng các anh dạo một vòng quanh đơn vị, chúng tôi cảm nhận được cuộc sống đơn sơ giản dị mà ấm cúng của anh em đồn biên phòng Sa Mai giữa bốn bề núi rừng hiểm trở. Và cũng trong câu chuyện với các anh chỉ huy đồn, chúng tôi còn được biết thêm ở đồn biên phòng Sa Mai, thiếu tá Trần Văn Thảo được tăng cường về làm phó bí thư đảng ủy xã Trọng Hóa. Sau khi tăng cường về, thì đồng chí Thảo cũng đã nắm bắt và phát huy được trách nhiệm của mình trong thực hiện nhiệm vụ là một phó bí thư tăng cường cơ sở. Và khi về thì được nằm trong ban thường vụ
rồi phụ trách đặc biệt là công tác của phòng an ninh, là một công tác trọng tâm của xã. Vì xã này thực tế nói là một xã đặc biệt khó khăn, thế nên công tác xây dựng đảng rồi một số mà công tác nữa vẫn còn những cái hạn chế nhất định. Cho nên cái việc tăng cường này là giúp cho xã mạnh lên trong công tác lãnh đạo chỉ đạo, rồi đặc biệt là công tác xây dựng đảng cơ sở. Câu chuyện về thiếu tá Trần Văn Thảo chưa dứt thì xe đã đến Ủy ban Nhân dân xã Trọng Hòa. Ấn tượng đầu tiên của chúng tôi khi gặp người phó bí thư đảng ủy xã mang quân hàm xanh này là phong thái giản dị, nhiệt tình, gần gũi của anh. Chính phong thái đó cộng với tinh thần làm việc cống hiến hết mình của thiếu tá Trần Văn Thảo đã làm cho cán bộ và nhân dân xã Trọng Hóa tin yêu và khẳng định vai trò quan trọng của anh đối với sự phát triển chung của xã miền núi này. Mọi công việc trước kia rất là nhiều công việc, nhưng mà đồng chí Thảo biên phong tăng cường về thì nói chung mọi công việc thì đỡ ra, bởi vì nhân được các cái văn bản của huyện để phân anh em để làm xong là báo cáo trong thường vụ đảng ủy, rồi mọi công việc như vậy. Còn về công tác phát triển đảng là anh em cũng rất là cố gắng để phối hợp với nhau để mà bởi vì về cái trình độ của ở đây á, bà con ở đây cũng rất là khó về công tác phát triển đảng viên, đặc biệt là làm hồ sơ. Thì nếu mình là phải tận tụy để giúp họ. Trong nội bộ, trong ban thường vụ luôn luôn đoàn kết, thống nhất cao. Trong công tác lãnh đạo và chỉ đạo, từ công tác đảng đến công tác chính quyền đến công tác quốc phòng an ninh. Thì cái việc này là một việc thêm một sức mạnh cho cái đảng bộ xã Trọng Hóa của chúng tôi. Thì về công tác phát triển kinh tế thì đối với đồng chí Trần Văn Thảo về đây thì xây dựng được một số đề án, những cái đề án trong đề án rồi còn vui rồi là còn vui rồi là cái đề án trong rừng đại thác, đồng chí cũng tham gia rất nhiều công việc. Thượng tá Lê Đức Thuận còn cho chúng tôi biết thêm, thiếu tá Trần Văn Thảo là một trong ba đảng viên của Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh, được tăng cường về làm Phó Bí thư Đảng ủy các xã biên giới, phụ trách địa bàn cơ sở, theo đề án của tỉnh ủy và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh. Từ ngày nhận nhiệm vụ mới, anh đã tích cực nghiên cứu, học tập, nâng cao trình độ về công tác đảng, từng bước bắt nhịp với công việc, kịp thời nắm bắt tình hình, địa bàn hoạt động của cấp ủy chính quyền địa phương, chủ động nghiên cứu các chỉ thị nghị quyết của Đảng, tham mưu với Đảng ủy xã, xây dựng đổi mới việc ban hành nghị quyết sát với tình hình thực tế địa phương, phù hợp với nguyện vọng của người dân. Chỉ đạo nhân dân tập trung phát triển kinh tế xã hội, xây dựng mô hình kinh tế phù hợp với đặc điểm địa lý, khí hậu, phong tục tập quán, cuộc sống của đồng bào các dân tộc. Góp phần cải thiện đời sống dân sinh, gắn với củng cố quốc phòng an ninh nơi biên giới. Nhờ vậy, trong thời gian qua, xã Trọng Hóa đã có những bước chuyển biến tích cực về công tác đảng, cũng như tình hình kinh tế xã hội. 100% số bản trong toàn xã đã có chi bộ đảng, thực hiện thành công xóa bản trắng tổ chức đảng. Tỷ lệ hộ nghèo giảm theo hàng năm. Theo chân thiếu tá Trần Văn Thảo về thăm một số gia đình làm kinh tế giỏi ở bản La Trọng 2, chúng tôi nhận thấy diện mạo nông thôn miền núi xã Trọng Hóa hôm nay đã có nhiều thay đổi. Cuộc sống của bà con nơi đây đã bớt đi cái thiếu thốn cơ cực của những năm về trước. Những hủ tục lạc hậu dần được xóa bỏ. Những mô hình cây con giống đã được chuyển giao về cho bà con làm để tăng thu nhập. Ý thức người dân ở mỗi thôn bản được nâng cao. Và hơn hết, đó là tình cảm, là sự tín nhiệm của đồng bào dân tộc dành cho bộ đội biên phòng. Chúng tôi trở lại doanh trại của đồn biên phòng Sa Mai khi đội vũ trang đang chuẩn bị triển khai đợt tuần tra biên giới.
Đồn biên phòng Sa Mai được phân công quản lý 23,5 km đường biên giới với 6 cột mốc. Phía Bắc giáp với Hà Tĩnh, phía Nam sát xã Dân Hóa, phía Tây giáp nước bạn Lào và phía Đông giáp xã Hóa Thành. Đồn thường xuyên tổ chức các đợt tuần tra đơn phương, song phương, bảo vệ vững chắc biên giới lãnh thổ quốc gia. Trong số các mốc quốc giới của đồn Gia Mai quản lý có mốc quốc giới N11. Địa chỉ đặc biệt này khiến chúng tôi nhớ lại câu chuyện của cột mốc sống nơi biên giới phía Tây của tỉnh Quảng Bình. Đó là câu chuyện về gia bản Hồ Mút, người dân tộc Mày ở bản Phòn. Đã hơn 70 tuổi, nhưng 2/3 đời người của Hồ Mút được dành để chăm sóc cho cột mốc bình thường. Đường lên cột mốc N11 len lỏi qua những dòng suối sâu, những sốc đá đập trở, dựng đứng, nhưng không thể cản được bước chân của ông. Hàng ngày, Hồ Mút vẫn đến với cột mốc N11 bằng cả tấm lòng chân thành của đồng bào Mày với quê hương đất nước. Những công việc ông làm không có trong lịch công tác, không phân công, không phát động và thật đơn giản như lau chùi, làm cỏ, phát quang xung quanh cột mốc, nắm tình hình thực trạng cột mốc để kịp thời báo cho bộ đội biên phòng biết xử lý. Những công việc ấy bình thường, nhưng không phải ai cũng làm được. Hồ Mút vẫn làm cần mẫn và thầm lặng hàng ngày. Và quen như thế, cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Sa Mai vẫn coi Hồ Mút là một biên chế không danh sách, người lính biên phòng không lương, là người đồng đội mẫn cán mà tin cậy của đồn. Những người lính biên phòng trẻ yên tâm hơn khi hàng ngày trên đường tuần tra biên giới luôn có hình bóng vững chãi của Hồ Mút bên cạnh các anh giữa rừng xanh đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ. Trời sập tối, chúng tôi có hẹn với thiếu tá Trần Văn Thảo về dự cuộc họp chi bộ bản La Trọng Một. Vì là cuộc họp đột xuất để triển khai nhiệm vụ cuối năm, nên chỉ có bí thư chi bộ Hồ Liên, ông Hồ Văn Bun, chủ tịch hội người cao tuổi, ông Hồ Khanh, trưởng bản La Trọng Một và đảng viên Hồ Ca. Cuộc họp chỉ có 5 người, nhưng tinh thần ba bám ba cùng, nghe được dân nói cho dân hiểu, làm cho dân tin, vẫn thấm đẫm trong mỗi câu nói của cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Sa Mai. Qua cái kết quả đánh giá và thực hiện phân tích của các đồng chí trong chi bộ cũng như là cái triển khai phương hướng nhiệm vụ của chi bộ trong thời gian tới, thì tôi đề nghị các đồng chí tập trung làm tốt một số nội dung sau. Cái thứ nhất, các đồng chí tập trung lãnh đạo chỉ đạo phối hợp với trưởng bản để ra soát tức là các cái hồ thiếu đói đứt bữa trong cái dịp Tết Nguyên Đán, làm sao đó để nắm chắc cái số liệu báo cáo cho đảng ủy, ủy ban xã để phục vụ cho công tác bà con trong dịp Tết Nguyên Đán năm 2014 xuân Giáp Ngọ là tuyệt đối không có hồ nào đói đứt bữa thiếu đói. Cái thứ hai, chỉ đạo đoàn thanh niên này, hội phụ nữ, hội nông dân, lực lượng dân quân, công an viên bảo vệ an toàn tuyệt đối trong cái dịp Tết Nguyên Đán. Trong ngôi nhà sàn của đồng bào Khùa nơi miền núi xa xôi và quá lạnh, trong ánh đèn lúc mở lúc tỏ, đoàn làm phim chúng tôi càng cảm nhận rõ hơn bao giờ hết những yêu thương và trăn trở vì dân của những người lính mang quân hàm xanh nơi đây. Hy vọng rằng với nhiệt huyết tràn đầy, với tình cảm sắt son của họ dành cho quê hương, trong tương lai không xa, bản làng xã nghèo Trọng Hóa sẽ rời xa cái nghèo cái khổ, sẽ thêm những mỏng xanh tươi mới trong nhịp sống bình dị nơi sâu thẳm biển cương. Chiều biên giới khi mùa đào hoa nở, khi mùa sờ ra cây lúa lượn bậc thang mây, mùi tỏa ngát hương.